Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Hoài Lâm nổi lên trong showbiz với hình ảnh một nam ca sĩ điển trai, tài năng, sở hữu giọng hát trời phú. Còn nơi Hoài Lâm nhanh chóng chinh phục được khán giả bằng những sản phẩm chất lượng. Ngôi vị quán quân gương mặt thân quen 2015 chính là minh chứng cho thấy sự công nhận của mọi người dành cho nam ca sĩ. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm thậm chí còn được so sánh với Sơn Tùng MTP là đối thủ ngang cờ với giọng ca gốc Thái Bình. Thế nhưng, anh chàng lại bất ngờ trượt dài với những scandal đời tư. Về sau, con nuôi Hoài Linh quyết định tạm ngừng sự nghiệp, anh âm thầm kết hôn, sinh con, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Đến tháng 6 năm 2020, Hoài Lâm và Bảo Ngọc bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi sau 9 năm trời gắn bó. Thông tin này khiến dư luận bàng hoàng, tiếc nuối thay cho người trong cuộc. Cũng kể từ đó, Hoài Lâm ngày càng mất tích, hiếm lắm mới thấy mặt trên mạng xã hội. Đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, con trai Hoài Linh khiến nhiều người chú ý khi tung poster thông báo dự án mới. Nam ca sĩ cùng đồng nghiệp sắp sửa trình làng một MV ca nhạc. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm trong năm 2021. Sau thành công của những MV như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, vân vân, khán giả càng có cơ sở để kỳ vọng nhiều vào sản phẩm lần này của Hoài Lâm. Hoài Lâm là cậu con trai nuôi được Hoài Linh hết mực nâng đỡ, yêu thương. Là con nuôi Hoài Linh lại sở hữu tài năng ca hát. Những tưởng giọng ca Hoa nở không màu sẽ phát huy, tạo dựng sự nghiệp vững vàng trong showbiz. Thế nhưng từng có khoảng thời gian, Hoài Lâm không chỉ khiến khán giả thất vọng mà còn bị Hoài Linh giận. Anh liên tiếp dính phải những thị phi không đáng có. Từ việc anh bị khán giả giận vì mải mê yêu đương mà không chuyên tâm âm nhạc đến chuyện ly hôn với cháu gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc chấp nhận trở về con số 0 gây ồn ào trong thời gian dài. Đến hiện tại, quan hệ giữa Hoài Linh và Hoài Lâm dường như đã ổn thỏa hơn. Dù không có xuất hiện thường xuyên bên nhau như trước nhưng có nhiều tín hiệu cho thấy nam danh hài đang ngồi giận cậu con trai nuôi này. Được biết, Hoài Lâm sẽ cùng với đàn em là Đức Uri hợp tác trong ca khúc Một lần là người ấy. MV trình làng vào tối ngày 14 tháng 4 sắp tới. Cộng đồng mạng bên cạnh sự hưởng ứng, tỏ ra hào hức cũng không ít ý kiến hoài nghi. Một số người cảm thấy khó hiểu khi Hoài Lâm kết hợp với một đàn em chưa có nhiều tên tuổi. Đây có lẽ cũng là cơ hội để nam ca sĩ khẳng định tên tuổi và tài năng của mình. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi đến cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.